Khách đến chơi nhà. Khách đến chơi nhà. Khách đến chơi nhà. Ai trong chúng ta cũng có lúc buồn muốn chết bởi những lý do hết sức dại khờ. Những lý do như trời long đất lở, như nụ cười hiểm ác của nàng thơ. Ai trong chúng ta cũng có lúc buồn muốn chết vì tình yêu cuộc sống tràn đầy. Nếu phải chết, cho tôi xin được chọn cái chết nào lập tức phục sinh ngay. Chưa vào nhà mà đã được nghe thơ của anh rồi. Úi giời à, ơi, vậy. cảm ơn. Tức là từ nãy giờ đứng nghe không có cửa, cứ đứng nghe thơ của tôi đi à. <cười> <cười> Rất muốn được nghe anh đọc thơ tiếp đây anh Cầm ạ. À. Vâng, ờ, lát nữa thì Cầm sẽ hầu thơ anh Lê Tâm ạ. À. Đang mong thì bạn đến thiêng thật đấy. Tôi đã dặn anh thêm cái đàn cũng rồi. Đã mang vang, cái đàn rồi. Vang, để đàn, đàn, mà lắng nghe thơ của tôi chả biết gì cả này Đàn để đó rồi này Bây giờ xin mời uống chén nước nhá Đấy trà tôi pha đấy ạ Mời anh Lúc nãy mình đọc một cái bài chắc là bạn có nghe thấy mấy từ không vâng Sống à. chết chết phải không Vâng đúng ạ Vâng à, dạ. Dù người ta có nói cái cõi trần gian này Như Trịnh Công Sơn nói là Tôi đang ở trọ trần gian mà Hay là mọi người gọi cõi tạm mà Thì tôi vẫn muốn là được phục sinh ngay Trong cái quán trọ cuộc đời này Trong cái cõi tạm này mà tôi nghĩ là không thể sống tạm được và chủ đề đấy chúng ta đồng ý trao đổi ngày hôm nay không ạ vâng à, tôi rất là thích cái hình ảnh của anh là đứng trang nghiêm trên miệng vực vâng. chắc là anh phải kiêu hãnh và ngạo nghễ như thế nào và yên tâm là có thể phục sinh ngay cho nên anh đứng ở trên đấy và không có vấn đề gì đúng không ạ vâng ạ rất là cảm ơn lê tâm à, cảm tưởng là chúng ta chưa vào câu chuyện nhưng mà chúng ta đã đồng lòng nhất trí là cương quyết là cõi tạm, không sống tạm anh đồng ý không hoàn toàn chính xác ạ tôi chủ nhà hoàng Trân cầm tôi nhạc sĩ nguyễn lê tâm hôm nay chúng tôi mặn làm về cõi, cõi tạm, tạm không sống tạm, tạm. uống nước đi cõi tại mà không uống tạm uống thật à, dạo này anh ta bạn cứ sáng ra là cầm lướt báo xem và một cái tình hình mới nhất chắc anh cũng biết rồi chưa nói anh đoán rồi là là cái tình covid thế nào mà không ngờ nó lại trở lại nhá tôi lo quá nhá đến những ảnh của cái trận covid tấn công lần trước mà nó vẫn còn ám ảnh tôi lắm ấy. anh à, ạ ám ảnh những cái chiếc quan tài mà lại bằng bì à, ở đất nước ý mà rồi có người cũng ôm đàn mà đứng trên cái ban công mà cách mấy, mấy cái ban công ấy để hát vọng lên thì hóa ra là cuộc sống đủ thế nào mà tôi nghĩ này vẫn phải lạc qua đấy ạ thực ra đấy là cái cách ngay ngay nhìn về mặt tinh thần đúng không anh vâng tức là cái người châu âu ấy xưa nay là họ ừ. dường như là họ có một cái gì đấy lý trí nhưng mà gần đây ấy thì họ không có cách nào khác là phải vịn tay vào cái giá trị tinh thần để mà vượt qua cái cơn covid này ừ. thì thực ra tôi với anh cầm thì cũng may mắn bởi vì chúng ta lại không sống ở châu âu mà chúng ta sống ở việt nam vâng. và cái dịch covid này ấy cho dù ai lo lắng hoang mang nào thì hoang mang còn tôi thì tôi thấy rất bình tĩnh lý do tại sao vì tôi khẳng định rằng dịch Covid này nó không thể bị đẩy lùi chỉ bằng y tế. Mà thực ra cái sự đẩy lùi của nó là nhờ một cái chính sách quản lý rất là khoa học và quyết liệt. Mấy Anh có nói một câu mà cầm cũng vừa buồn cười vừa thủ thân mà là... vì mình không ở nước ngoài nên mình không lo. Nhưng mà bẩm báo mấy anh Lê Tâm thế này, mình có hai cháu, một cháu trai cho gái đang ở nước ngoài. Tôi nói thật anh là trong cái đợt một rồi Covid tấn công mà tôi cứ lo tắt rùa tắt gan đi anh ạ đấy nhưng mà vừa rồi ý, thì lại uh, trở lại cái covid đợt hai này anh cứ tạm gọi đấy ạ thì tôi nghĩ rộng ra một tí mà đúng là cuộc sống là là vô thường thật lạ được mất yên ổn rồi bất an thế thì anh cảm nhận thế nào về cái chữ mà người ta gọi là cái cuộc sống mà tôi như cầm nói mà là cõi tạm anh thực ra cái cõi tạm là một cái khái niệm người ta nói rất là nhiều rồi cũng có những quan niệm là dù là cõi tạm nhưng phải sống thật lâu vâng. cũng có những cái quan niệm của những người võ sĩ đạo là họ chỉ cần mấy chục ngày có ý nghĩa là đủ ừ. cuộc sống là như vậy và người ta vẫn viên mãn như vậy là thực ra mình sống ở bất kỳ thời điểm nào bất kỳ phút giây nào vâng. thì mình cũng phải là viên mãn mình phải là người làm được và thỏa chí cái vâng. điều mình mong muốn vâng, vâng. thì đấy là người hạnh phúc là hoan hỉ vâng. chứ còn nếu như mà mình hoàn toàn uh, lúc nào mình cũng thất vọng thì cuộc đời của mình kéo dài cứ cho là vài trăm năm đi thì có ý nghĩa gì đâu cái ý của lê tâm rất hay mình lại nhớ đến những cái ca từ của anh trịnh công sơn cứ khi mà gọi cái trần gian anh anh không dùng chữ cõi tạm như anh anh dùng cái từ cũng khéo tôi nay ở trọ trần gian trăm năm về trốn xa xăm cuối trời sau đó thì ở giữa bài hát anh lại lấy là là xin cho về trọ trần gian xin cho nhá mai kia dù có ta sao cũng đành Tức là dù thế nào mà anh cũng xin được về cái quán trọ mà anh xin về thì tôi nghĩ đấy là anh ấy sống thật chứ không phải nhà trọ đâu mà mà chính là ngôi nhà chính thức của anh nhưng mà để lĩnh hội ra cái cái cuộc sống mà mà, mà chúng ta đang sống nhanh chịu trơn mà thì không phải là ai cũng lĩnh hội được ạ và rất nhiều rất nhiều người theo cầm suy nghĩ mà đã, đã đã coi cuộc sống này là thực sự là sống rất là tạm bợ có lẽ là họ họ không được sống như từng khoảng khắc chân quý từng giây lát đâu hớt hải vội vã quá rất bật quá nên là con người cứ mãi chạy theo ham muốn là những danh vọng những tiền tài mà đúng là đã bỏ qua đi từng giây lát của cuộc sống mà được giây lát đời người và bây giờ xin mời anh cùng với quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe những cái tâm sự của mọi người về những cái điều mà trong cuộc sống của chúng ta về cõi tạm và cõi vô thường này nhân khi mà cái dịch covid lại 19 ấy lại âm thầm lén lút tìm cách tấn công ra một lần nữa nói chung dịch bệnh thì cho ta thấy con người đã tác động đến môi trường như thế nào những năm gần đây tôi thấy môi trường không khí thì càng ngày càng ô nhiễm, chất thải nhiều, cây xanh thì chặt đi. Điều này đã tác động khiến cho môi trường bị ảnh hưởng. Và như vậy thì dịch bệnh thì nó mới cũng bùng phát. Mà giờ đúng là sống chung với lo sợ, sống ngày nào thì hay ngày đấy. Cái dịch này thì đúng là mọi người mới cảm thấy rằng là mọi khi là cứ mãi kiếm tiền, không quan tâm tới người thân, không có thời gian chăm sóc gia đình, ăn uống, rồi cả những cái con ở ngoài thiên nhiên đấy. Làm ảnh hưởng tới môi trường thời gian qua thì xã hội con người cũng vậy sống rất vội vã khi mà covid xảy ra ấy, thì mọi người lại sống một cách chậm lại hơn biết quan tâm đến nhau hơn rồi là giãn cách xã hội thì buộc các ông chồng phải ở nhà quan tâm đến vợ con hơn những cái chia sẻ vừa rồi thì nó cho thấy là uh, chúng ta đã quá lạm dụng cái môi trường sống chúng ta luôn luôn tự hào kiêu hãnh vỗ ngực và chúng ta tưởng như chúng ta là chủ thế giới nhưng mà chúng ta đã quên mất rằng là mình phải cần phải hòa nhập hòa với nó chứ không phải là thắng nó hòa với thiên nhiên thì sống chống lại thiên nhiên là chết đấy thì, nó thì... giống hệt như một cái anh công nhân ấy ừ. là tháo cái đinh bù long ở cái cột điện để đem đi bán đang và đấy... kết quả là cả thành phố không có điện đấy khổ thế cơ <cười> <cười> tức là tôi thấy là covid mà, nó làm một cái phép thử mà đúng là nó nhắc nhở chúng ta mà Hắn biết trân trọng không phải từng giây phút sống nữa. mà cái mảnh đất anh đang sống cái không khí anh đang thở thế thì thực ra cái con covid này nó đánh đúng vào cái phần thở là cái phần quan trọng nhất của cuộc sống không có thở là chết ngay và nó tấn công một cái cuộc thở này và mình không thể lý giải được con này có phải từ một thế lực nào đó hắc ám hay thần bí ừ. gì đó nó gửi đến loài người với một thông điệp nào không. Ừ. Ai mà biết được đúng không anh? Ừ. Thế nhưng mà nó làm cho người ta có một điều tự nhiên này. Người ta phải ngẩn ra, người ta phải nghĩ lại và tự nhiên người ta thấy tôn trọng cái khoảng lưu không, cái khoảng trống, cái trường của nhau hơn và chúng ta cần phải hòa với nhau hơn. Thế còn cái ý của anh Cầm ấy đây là một cái dịp để tự nhiên chúng ta được dân dạy về cái sự tôn trọng sự cân bằng vâng. thế thì tôi nhớ rằng uh, những cái người tiền sử ấy, và thậm chí có một số bộ lạc gần đây khi họ săn giết được một con nai thì họ quỳ xuống họ lạy cái con nai đấy và họ nói đây cực chẳng đã họ mới phải làm thế vâng, và vâng. họ rất là biết ơn con nai đã cho họ thức ăn như vậy là gì cách nhìn của họ về thiên nhiên nó hoàn toàn hết sức là cân đối đó à, chúng ta cứ tưởng rằng là cái văn minh của chúng ta là ghê gớm nhưng thực ra là mình đang tự lấy đá ghè chân mình và mình tự hại mình mà mình không hề biết và vâng. cứ tự vỗ ngực vâng à. và tôi cũng hoan hỉ được nói những điều này mới lại lê tâm có lẽ thiên nhiên đã lên tiếng để dân dậy tất cả chúng ta về lối sống hưởng thụ lối sống vội vã lối sống vật chất và những cái ham muốn của con người đã bị đẩy lên quá đà quá mức để cho cái triết lý mà cõi tạm mà Cuối cùng đường cõi tạm mới thành cõi thật đấy Sống tạm mà chết thật Tôi rất thích một cái bài hát nó cũng gần gũi với cái điều Mà anh em mình vừa chia sẻ Đó là bài hát Ngẫu nhiên của chị Cung Sơn Rất mong là Lê Tâm uh, sẽ giúp cầm Qua những giai điệu, những ca từ chị Sơn Mà chúng ta cùng trở về với cái sự vô thường Trong cuộc sống mà anh chị Cung Sơn đã cùng San sẻ với chúng ta Vâng, rất sẵn sàng Không có đâu em này không có cái chết đầu tiên và có đâu bao giờ đâu có cái chết sau cùng từ mình biết riêng mình và ta biết riêng ta hòn đá lăn trên đồi hòn đá rớt xuống cành mai dùng cánh hoa mai vàng chim chóc hót tiếng qua đời người ôm lấy muôn loài nằm trong tiếng bi ai không có đâu em này không có cái chết đầu tiên và có đâu chết sau cùng tự mình biết riêng mình và ta biết riêng ta tự mình biết riêng mình và ta biết riêng

nhưng mà không phải cái lễ để lấy lý do mà chúng ta coi cuộc đời này là cõi tạm được để mà sống hời hợt, sống nông cạn được. Anh ạ, mà phải trân quý từng cái giây lát một mời anh uống nước và cùng nghe một cái vần thơ mà từ cái cảm ứng những cái bài hát uh, của anh vừa rồi đó cầm đã làm được mấy câu thơ mà muốn đọc tặng anh ngay. Người sống một trăm năm một lần nhìn sẽ nở ta sống một ngàn năm để làm thơ lần nữa và một ngày ta sống sống như chưa bao giờ sống như chưa bao giờ. Vâng, cảm ơn anh. Hình như là cái câu thơ này cũng gợi cho cho nhà thơ Hồng Thanh Quang có đặt tên cái tập thơ của anh là Yêu như là không thể chết. Vâng, yêu vâng. với sống thực ra là một và tốt nhất chúng ta hiểu rằng cuộc sống này không được phép sống tạm, đừng sống tạm. Vâng, đúng anh. Chính Đây hôm nay phải tâm sự rất thật đấy. Hai em mình lại phải không khảo mà xưng đây. À ạ Tức là nói đến nhạc sĩ, họa sĩ, nhà báo nữa, Nguyễn Lê Tâm cứ tạm tạm gọi thế thì rất là nhiều bạn đọc đã biết những cái ca khúc của anh ví dụ như ca khúc tiếng việt phổ thơ Lý quang vũ anh còn có rất nhiều những cái ca khúc trẻ trung nữa như là nhắn tuổi 20 mươi trước đồng hồ đáng ghét này hay là một cái bài gì nhỉ phép lạ hàng ngày vâng, ca khúc tự... của anh thì bao giờ thấy một cái nó trong sáng nó hướng thiện và bao giờ nó cũng lạc quan anh ạ nó không cái đi bi quan ở trong ấy cả thực ra là nó có một cái mẫu nhân vật <laughs> nó có một cái mẫu nhân vật một cái mô típ mà trong văn học cũng như trong đời sống người ta rất là quan tâm đấy là nhân vật chàng ngốc vâng vâng đúng rồi, đúng rồi. thế thì thực ra mà nói những cái ca khúc mà tôi viết hay là những cái bức tranh mà tôi vẽ nó có một cái gì nó gần với chàng ngốc và hy vọng là chàng ngốc được cuộc <laughs> đấy chứ còn chàng ngốc mà thua cuộc thì chuyện nó lại quá bình thường đúng không ạ anh có bao giờ anh bị bạn bè bảo 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 anh là anh bị tham quá không tức là sống có lẽ không phải là hai cuộc đời đâu mà đến hai mươi cuộc đời ấy vì tôi biết anh còn làm nhiều việc nữa tí thành tài tử điện ảnh mà gì nữa Mà thành rồi mà gì nữa anh anh quay cái phim cùng mấy con trai đóng mà rất hay ạ nói về hạt tóc đấy ạ và vâng, cảm ơn anh đã nhắc đến cái video clip về cái bài hát tiếng Việt, vâng. thì cái đấy cũng được mọi người yêu mến. thế Thì thực ra mà nói thì cái việc mà mình sống theo ý mình, thực ra là mình đã có một cái áp lực rất là ghê gớm. Vâng, vâng, vâng. Bởi vì tất cả những người xung quanh họ đều không hòa được với cái đấy. Thế làm thế nào để hòa được thì thực ra cái này ngay từ bé có khi là cũng đồng cảm với anh Cầm. Vâng, vâng. Là mình sẽ bị rơi vào tình cảnh ngay kể cả bạn bè cùng lứa đồng môn vâng. học cùng với mình họ thấy mình kỳ dị. Vâng, là bởi vì mình thích những cái thứ nó rời ở đất hỡi, mình cứ ham mê những cái thứ mà không để làm gì. Vâng. đối với họ thì đấy là những thứ vô ích. Còn đối với mình thì mình không có những cái đấy thì mình lại không sống được. Những cái thứ như là âm nhạc, cái thơ ca hay là hội họa chẳng hạn thì mình thích là mình làm thôi. Tại sao mình lại phải dừng lại nhỉ? Và nếu mà người khác mà làm ấy thì ai cấm họ làm đâu? Thế tại sao mình phải tự hạn chế mình, tự nhốt mình ở trong một cái cũi mà chính vì khi không được giải phóng ấy thì con người trở nên rất là nghèo nàn có rất nhiều người họ chưa bao giờ sống họ chỉ chuẩn bị sống thôi lúc bé họ cứ chuẩn bị mai sau em lớn để họ làm gì đến lúc lớn lên họ đi kiếm một cái nghề nghiệp nào đấy rồi họ tìm một cái chức tước nào đó rồi sau đó họ tìm cách để hạ cánh an toàn tức là cả cuộc đời của họ đã bao giờ sống đâu sau đấy họ cũng chăm sóc cho con của họ cũng từ đó lớn lên và hạ cánh an toàn cho nên tôi mới nhớ đến một cái ca khúc của nhạc sĩ trần tiến ấy ca khúc đấy rất ít người quan tâm nhưng tôi rất thích. Trong đấy nó có một cái đoạn là có những người mà cuộc sống tuyệt vời, ngày nào cũng đến cơ quan mang theo cái cặp lồng, đấy là hình ảnh thời bao cấp ấy. Sống rất yên tâm rất là thoải mái và họ không bao giờ chết cả. Và Trần Tiến chốt cái bài đấy bằng câu họ đã sống bao giờ đâu. Thật ra là không phải sống mà là tồn tại anh ạ. Thế thì mình xin được đỡ lời lên anh lấy Lê tấm này. Đây là bạn bè thường thường tra tấn tôi bảo ông làm thơ này xong lại làm kịch bản điện ảnh này xong tự đang yên đang lành đi đi làm phó giám đốc của hãng phim hội nhà văn này đi xong rồi lại vào hội đồng thẩm định và tuyển chọn kịch bản này xong rồi ông cũng chưa dừng lại nhá ông lại cộng tác với vov VO hai này tôi làm cũng phải vi tiền thế nên bạn lại hỏi một câu mà tôi chẳng biết trả lời nào cả thế không phải vi tiền thì vì cái gì mà ông làm nhiều thế thì bảo khổ quá không phải vi tiền mà thế thì ông hâm nặng rồi thì bảo không cái đồng tiền của tôi mà nó không tính được đâu cái nhuận bút của những cái công việc tôi làm mà tôi không lĩnh ở cơ quan đâu tôi lĩnh ở thâm thẳm của trời xanh cơ bảo tôi mà tôi càng nói các ông lại càng nhìn mặt tôi mà tôi thấy như nhìn một con bệnh thì tôi không nói nữa <cười> <cười> tôi lại có một cái cảm nhận là từ ngày mà tôi nhìn anh cầm còn trẻ cho vâng. đến nay ấy, nó chẳng thay đổi tí nào cả tóc anh có thể đổi màu vâng. anh có thể gầy đi một chút vâng. nhưng mà cái sự cuồn cuộn của anh cái sự hùng hổ của anh ở trên sân khấu vâng. chả bao giờ anh cạn cả vâng, mà anh. anh không hề có một Dấu hiệu nào của sự dừng lại Có vâng. lần tôi đọc một bài báo từ rất lâu rồi nói với anh Mà tôi vẫn nhớ cái cụm từ đấy Hoàng Nhuận Cầm đã 40 năm Làm chữ và sợ chữ Tôi nghĩ là cái chữ sợ chữ ấy, vâng. Nó rất là hay vâng. Bởi vì cái người biết sợ chữ Thì mới là người có trách nhiệm vâng, đúng rồi. Người sống trân trọng từng giây phút Chứ có nhiều người họ Họ nói rất hay Nhưng khi họ viết, họ làm, họ hành động Thì rất nhảm nhí Vâng vâng nhưng mà mọi câu chữ của Hoàng Nhận Cầm đều được chăm sóc nâng niu. Đấy là điều mà tôi rất là tâm đắc. Thực ra mà nói tôi cũng không đủ trình độ về thơ ca để mà khen, nhưng mà tôi đủ khả năng trân trọng những cái điều đó. Cảm ơn anh Lê Tâm rất nhiều. Những điều anh vừa trao đổi với Cầm cũng là những cái nguồn động viên rất là lớn đấy. Cũng là cái sự nhuận bút mà cầm về được lĩnh từ thăm thẳm trời xanh. Đúng là anh em mình đang trao đổi là sống hết mình trong từng giây phút. Sống như là ngày mai chết. Riêng cái đoạn mình như một cái thông điệp cuối cùng ấy Viết như ngày mai mình chết mà thì tôi thấy rất hay thì tôi lại nhớ cái câu này chắc là của anh vũ đã nói một lần nào đó mà tôi vẫn nhớ ý ạ à, khi chết ta không mang theo cho mình là những gì ngoài những điều đã mang cho người khác quá hay ạ? có một lần tôi có nghĩ về cái điều đó vâng tức là thế này bây giờ là thời kỳ kinh tế thị trường đúng không anh vâng vâng thế cho nên là ngay kể cả, cả văn học nghệ thuật vâng. nhiều khi cũng để ứng dụng để tạo ra những cái giá trị ấy. Vâng. thế thì nhiều khi người ta vẫn quy hoạch cảm xúc vâng. để người ta làm một cái tác phẩm gì đó vâng. có một nhà đạo diễn đã nói một cái câu như này mà tôi cho là rất hay vâng tức là cảm xúc thì làm sao mà tiết kiệm được, không thể quy hoạch được mà lúc nào cũng phải là hết mức trong một tác phẩm. Thì tôi nghĩ là đấy là một cái quan niệm rất là hay về cái, cái thế nào là sự hết mình. Thì ta lại càng phải khẳng định là ta phải sống như không thể chết. Đây chính là một câu thơ của anh nên anh cầm ạ. Trong một bài thơ theo tôi nhớ thì hình như là giai điệu lạc quan. Đúng không anh. Đúng rồi anh ạ. Giai điệu lạc quan anh ạ. Thì xin phép anh Lê Tâm và vị vị Đả cho phép tôi được đọc cả bài thơ được không ạ? Vâng, rất nóng lòng được nghe anh ạ. Ta phải sống như là không thể chết Trái tim yêu Như chưa bị bạc tình Dòng thơ viết âm thầm Trong bóng tối Mỗi đêm trường thắp sáng một bình minh Ta phải sống như là không thể chết Mắt lơ mơ như chưa lúc nào nghèo Và đứng át Nghiêm trang bên miệng vực Mái tóc xòa khứng hết gió reo neo Ta phải sống như là không thể chết Cốc rượu kia ngỡ uống được đời đời Ta sẽ về cho dù không ai đợi ngôi sao rơi ngược lại thế chân trời ta phải sống như là không thể chết tôi có cảm giác như là lại được đi ngược lại thời gian trở về thời thanh xuân của anh Hoàng Nhận cầm ôm súng trên chiến trường đúng không vâng. ạ Và... cảm ơn anh Lê Tâm rất nhiều vì đã cùng với quý vị giả lắng nghe cái bài thơ giai liệu lạc quan của tôi vì rồi những cái vần thơ của tôi anh lại gợi nhớ đến tuổi 20 mà thì là có phải anh ấy sáng tác là tuổi 20 trong đó anh muốn khuyên các bạn trẻ là chớ du ta như là con ốc làm một cái ý mà 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 không biết từ đâu anh nảy ra và anh có kỷ niệm gì về về cái bài hát này về một cái hát là nhắn tuổi 20 à, cái bài hát này thì tôi viết đã khá lâu rồi cái lúc mà cái thời điểm bài hát ra đời ấy thì đã có lúc là nhạc sĩ trọng bằng đã phải than rằng là trời ơi quá nhiều các bài hát não tình và cái đời sống của thanh niên ấy nó có một cái gì đấy nó như là hơi bị mất phương hướng tức là lúc đấy cái tính hướng nghiệp nó chưa mạnh như thanh niên bây giờ đâu vâng. Thế tự nhiên là tôi nghĩ là cần phải viết một cái bài hát như vậy à. thế thì bài hát đấy nó giản dị thôi nó là một cái giai điệu nhẹ nhàng à. uh, nhịp điệu lắc lư và nó có một cái lời khuyên ẩn trong cái hình ảnh là cái con ốc ấy à. tức là đã là thanh niên ấy thì phải chen vai để nâng cái cuộc sống cùng với mọi người chứ không nên là nấp vào trong cái vỏ ốc thế thì với tôi thì bài hát này nó là một cái thông điệp nho nhỏ và tôi nghĩ là ai nghe được thì tốt mà nếu mà không nghe được ấy thì có lẽ cũng không sao. Cho đến một ngày uh, lúc đấy thì tôi có nhận được rất là nhiều thư của những người hâm mộ. Ấy. Và lúc đấy thì chưa có email. Đấy là khoảng uh, cuối những năm 90. Nhưng mà tôi nhớ nhất là một bức thư của một uh, em học sinh ở miền Trung. Ấy. Thế nhưng mà sau khi nghe bài nhắn tuổi 20 của anh và nhóm đồng hồ báo thức biểu diễn. ấy, Em thay đổi hoàn toàn. Em nghĩ khác. Em nghĩ là bất kỳ lúc nào em cũng phải sống một cách rất là tích cực và dành cho cuộc đời này những điều tốt đẹp nhất. Hóa ra là một cái bài hát mà mình không có hy vọng gì lắm, mà nó lại tác động vào cuộc đời thật, mà nó lại làm thay đổi một cái quyết định, mà quyết định đến liên quan đến sinh mạng. Tự nhiên mình cảm thấy là mình mình có ích. Nó thấy đấy nhá. À. Nhiều khi là không chỉ bài hát đâu, vị một câu thơ thì đứng dậy kìa. Và tôi nghĩ rằng là cái cô bé mình chung với anh vừa nhắc tới Lê Lâm thì chắc là rất là xúc động và cảm thấy có một cái người bạn đồng hành đó là những giai điệu đi cùng ấy thì đã, đã chọn cách và cô cảm thấy mà một chọn cách đúng đắn nhất để nhân cái cuộc sống của mình lên nó thành vô tận trong cái hữu bạn của cuộc đời là cầm lấy từng phút giây và không để cái phút giây còn lại bị rơi mất đi nữa và không chỉ một cô bé mà tôi nghĩ rằng là uh, mời quý vị thính giả cũng như anh lê tâm và chúng ta cùng nghe những cái người sống lạc quan trong từng giây từng phút trên quý từng giây phút của đời mình mình cũng đã làm về lĩnh vực nhân sự trong các cái công ty nước ngoài rồi Mức lương cũng ổn định, cuộc sống mình khá là ổn Thì mình cảm thấy là mình cũng chưa bứt phá được gì nhiều Thế nên là mình nghĩ là cần tìm một cái định hướng công việc mới Và tìm một cái ý nghĩa cho cuộc đời mình Và mình thấy rằng là mình cần phải thay đổi Vâng, thưa quý vị và các bạn Ở độ tuổi 37, chỉ hơn một năm trở lại đây Chị Phan Thị Thanh Nga ở Văn Trì, Bắc Tử Liêm, Hà Nội Bắt đầu cài đặt lại cuộc sống của mình từ bỏ công việc thuộc hàng nhân sự cấp cao của một hãng ô tô nổi tiếng thế giới, chị tìm đến với niềm đam mê đã giấu kín từ lâu, đó là tình yêu với sách và mở rộng văn hóa đọc cho mọi người. Một con thấy rất là vui ạ, con thích lắm. mong ngày nào cũng được đến đây. Con thấy có khi đọc một cuốn sách rất là hay và sẽ thu được rất nhiều kiến thức bổ ích. Con thích nhất là truyện Chiến binh Cầu Vồng ạ. Con thấy rất vui khi được bố mẹ cho đến tủ sách tôn tép. Ở đó con được sinh hoạt đọc sách để múa rất là vui. Có rất nhiều bạn. Với cả ở đấy có rất nhiều chuyện tư nhân thế giới mà con chưa đọc. What it? Ngoài việc giúp các con rèn luyện thói quen đọc sách, với vốn tiếng Anh phong phú, tích góp được khi làm việc với các công ty nước ngoài, chị Nga còn cùng người bạn của mình mở câu lạc bộ tiếng Anh nho nhỏ cho các bé ở lứa tuổi 4 đến 5 tuổi. Mình nhận thấy thời gian dành cho các con của các bố mẹ rất là ít cho nên là mình có những cái câu lạc bộ để cho các con có một cái nơi để mà cùng chia sẻ và mình còn hướng dẫn các bạn ở những cái kỹ năng mềm khác như là ví dụ kỹ năng MC này rồi là các cái kỹ năng về thuyết trình này, ca hát nhảy múa, một bạn ấy thích lắm luôn đấy. Tủ sách, tôm tép và câu lạc bộ tiếng Anh dành cho trẻ em của chị nga ra đời từ suy nghĩ hạnh phúc là được cho đi chứ đâu chỉ nhận lại. Mình cảm thấy vui vẻ, hài lòng với cái công việc mình đang làm. À, nó sẽ có những cái áp lực thế nhưng mà bù lại thì mình lại có cái thời gian linh hoạt cho gia đình và cùng với đó thì mình sẽ có những cái thời gian để mình nghĩ ra cái việc mà trước đây mình muốn làm nhưng mình không làm được. Quyết định của chị nga lúc đầu gây sốc cho người thân và bạn bè. Nhưng chị nghĩ nếu cứ tiếp tục chạy theo cuồng quay kiếm tiền thì không chỉ có lỗi với bản thân mình. Cái thời điểm trước là mình đi làm ở công sở ấy Ngày mình cũng phải dậy từ năm rưỡi cho đến tận 11 giờ 11 rưỡi Mình mới làm hết tất cả các việc Nó cứ như là một cái guồng quay và nó cứ phải chạy Cuộc sống nó vội vã như thế Mình chăm lo cho mình còn khó Thế nên là mình nghĩ là mình cần phải thay đổi Ý nghĩa của cuộc đời mình là gì Mình tồn tại vì mục đích gì mình mang lại được cái giá trị cho những ai Nếu như mà mình chỉ có đi làm và kiếm tiền Và để có một cái cuộc sống hưởng thụ đầy đủ Nhưng mà mình lại không mang lại được cái giá trị cho những người xung quanh Thì mình cảm thấy là cái cuộc sống này nó không quá nhiều ý nghĩa Đam mê nhiều khi trở thành nguồn cảm hứng lôi cuốn những người cùng ý tưởng Đó cũng là cảm nhận của chị Nguyễn Thị Yến Người đồng hành cùng với chị Nga Dạy các bạn nhỏ này cũng thấy khá là thích thú Cuộc sống này thì cũng chưa biết được thế nào Đôi khi thì nó cũng ngắn ngủi lắm Làm được điều gì có ích thì mình sẽ nên làm Không nghĩ tính toán thiệt hơn Không ai có thể biết trước được cuộc sống ngày mai ra sao Nhưng hôm nay bạn hoàn toàn có thể lựa chọn một lối đi cho riêng mình Mỗi người một số phận ta không thể lựa chọn Nhưng ta có thể lựa chọn cách sống như thế nào cho đúng đắn nhất hữu nhất của đúng không anh? Vâng, đúng thế ạ. Nhà đài đưa lên những cái tấm gương hết sức là giản dị. Họ làm những điều mà mình vô cùng kinh ngạc. Mà mình không thể tưởng tượng được. Người vâng, ta vâng. bỏ ra cả một cuộc đời vâng, vâng. để làm những cái việc đó. Họ đã biết trân quý từng phút giây làm cho cuộc đời này nó có ý nghĩa hơn. Anh ạ. Quay lại góc nhìn mà thấy ta nhìn về cái lối sống rất hành động của một bộ phận người. Sống thiếu đam mê. Làm việc gì cũng nửa vời. Và rất thích hưởng thụ. Ạ. Lên mạng thì nói như là, là, là để, để các ấy rõ ràng là cái lối sống này mà không ổn anh ạ mà đây cũng phải sống anh ạ à, có một số người nó có một cái tâm lý thế này sang hèn thì cũng ba tất đất tức là ý rằng đúng, đúng rồi là sau cuộc đời thì mọi người đều giống nhau thế là đấy là những cái biện minh cho ừ. cái việc là này thôi mình sống thế nào cũng được cho ba xoa hai đập thì cũng xong một cuộc đời nhưng mà thực ra ấy người ta chỉ có một cái quỹ sống giống nhau chừng ấy năm thôi không có ai quá được cái quỹ đấy nhiều lắm đâu ừ. thì vậy trong chừng ấy năm người ta vẫn loé sáng người ta vẫn rực lửa người ta vẫn để lại cho đời một cái giá trị gì đó thì thực ra là đấy là những cái cuộc đời tưởng như là cõi tạm nhưng mà nó hoàn toàn không tạm bởi vì cái trái đất của chúng ta ấy thực ra tất cả những cái gì mà chúng ta được kế thừa những sự vĩ đại nhất ấy, đều là những người đã qua cõi tạm để lại chứ không phải là chỉ là những người còn đi đứng nói cười đâu tôi nghĩ rằng cái tình yêu cuộc sống của anh mà nó thể hiện trong các cái giai điệu trong cái ca từ mà nó, nó có một cái sự mênh mông của một trái tim nghệ sĩ đấy và tôi nghĩ rằng dù viết thiếu nhi mà nhưng mà tôi cảm thấy lại rất là hợp với cái chủ đề ngày hôm nay, bởi vì là trong đó nói về cái điều rất bình dị, bình dị mà mà lại lại bất ngờ ngay từ cái tên của bài hát đó là phép lạ ngày ờ à, anh cầm. Đây là một cái bài hát mà dành cho thiếu nhi, nhưng mà các phụ huynh ấy thì lại bảo là hình như là bài này viết cho chúng tôi. Bởi vì bài này muốn nói về lời hứa mà, lời hứa mà không lo gìn giữ thì vẫn là lời hứa mà thôi. Một con vẹt cũng có thể nói được. Cho nên là bất kể phút giây nào ấy đã nói là phải làm quả trứng mà không cho gà ấp thì vẫn là quả trứng mà thôi quả trứng ngày đêm đêm ngày ấp thì một chú gà con ra đời pì 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 hạt thóc mà không gieo vào đất thì vẫn là hạt thóc mà thôi hạt thóc mà gieo ngay vào đất thì đồng lúa mọc lên tốt tươi pì 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 Pi bí pi bí bí. Pi bí bí bí. lời hứa mà không lo gìn giữ thì vẫn là lời hứa mà thôi lời hứa dù hay ơi là hay một con vẹt cũng nói được ngay bi 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 vẹt là hàng ngày Cần tiên dấu trong đôi bàn tay hôm qua là hạt mầm hôm nay đã thành cây phép là hàng ngày thần tiên dấu trong đôi bàn tay cho bao niềm mê say biết cất cánh bay anh lê tâm ạ. ờ, trong bài hát tự ấn tượng nhất hai từ anh biết là gì không hai chữ lời hứa và cái vị tính giả thân mến để có ích mỗi giây phút trôi qua trong tình ngày chúng ta hãy cùng nhau trân trọng cuộc sống này sống cháy hết đam mê và lan tỏa tình yêu thương bạn nhé cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy ta có thêm ngày mới để yêu thương vâng một lần nữa xin trân trọng cảm ơn nhạc sĩ họa sĩ nguyễn lê tâm đã dành cho chương trình của chúng tôi một cuộc trò chuyện vô cùng thú vị và những giai điệu vô cùng sâu xuyến từ tâm hồn và trái tim chương trình khách đến chơi nhà xin phép tạm dừng ở đây nhóm thực hiện thục hiền nguyễn làng hoàng Nhân cầm chỉ đạo nội dung vũ thị tuyết mai xin chào và hẹn gặp lại